với kênh của mình nha. Do sắp tới là mình có bận chút việc gia đình, thành ra là mình sẽ hạn chế bán máy lại. Hôm nay mình xả thanh lý một số lượng máy cỏ nha. Thì cái món đầu tiên mình giới thiệu cho các bạn là cái linh kiện của Dewatt, nó gồm hai bộ. Đây là cái bộ khoan ba chức năng của Dewatt khoan ba chức năng. Đây mình kẹp cho các bạn xem tình trạng nó, mình có tháo rời nó ra rồi. Với cò Dewatt hay cò lấy cơ mà pin đúc pin trọt á, thì phía trước này là chân dương các bạn, nhớ không kẹp ngược nó hư cò. Đây, motor hoạt động mất thắng nha, full điều tốc nè, mất thắng full điều tốc, motor đang hoạt động. Giờ nó bị hư phần đầu nhông này. Đầu nhông này mình có mở ra rồi, trong này có một cái tầng nhông nó bị mẻ nhăn nhông á, thành ra là mình coi như nó là cái xác đi ha, coi nó như là cái xác. Các bạn về có thể lấy linh kiện gì thì lấy. Đây là một món nha. Cái món thứ hai là một cái cụm khoan, con này là khoan bình thường của Dewatt thôi, hai chức năng dít vào khoan. Con này thì tình trạng là chết cò, mình sẽ dí điện. Điện này mình sử dụng cái nguồn 12 mình test thôi, nguồn 12V này mất mà. Mình test thôi, mình dí vào hai cái thang của nó luôn ha. Dí thẳng vào thang nó cho các bạn xem, motor nó còn sống. Motor đang sống bình thường các bạn. Bộ nhông hoạt động bình thường. Vậy là với cái combo này, combo gồm một thân Dewatt 3 chức năng, này 14V. Cái này cái cụm motor của Dewatt mình không rõ bao nhiêu volt nha. Chết cò, motor sống. Đầu không kẹt, không rơ lắc, hai đầu này đều ok hết. Thằng này thì cò mất điều tốc, motor sống, bể răng. Thì cái combo này cái giá đo đi của nó là 200 nghìn. 200 nghìn nha, chuyển khoản bao ship. Một món. Món tiếp theo mình giới thiệu tới các bạn là cây số 2 nha. Nó là một cây cưa dĩa Hitachi 14V. Cây số 2 thì tình trạng nó như ảnh, còn khá là nguyên dạng. Nó bị nứt ở trên cái chụp bụi này một xíu, nhưng mà cái này dán lại được không sao. Nó mất cái lò xo của cái cử này, của cái lưỡi này, cử góc rồi các kiểu là còn nguyên ha các bạn. Nó có cử góc nghiêng luôn, cử góc nghiêng luôn. Mình có mở ra kiểm tra, thang còn dài, rô to đẹp, nhưng mà tình trạng là mình cắm pin vô. Đây mình cắm pin vô cho các bạn coi, pin 14. Mình khóa cửa an toàn. Đây các bạn nhìn nè, đèn chợ sáng sáng ha, đèn chợ sáng sáng, đèn báo pin sáng, đèn báo pin sáng, nhưng mà nó không chạy. Lúc nãy là nó bị kẹt thang, mình có vệ sinh lại rồi mà nó cũng không chạy. Giờ mình bán con này giá sát. Con này là mình sẽ bán ra với cái giá là 270 nghìn ha, bao ship. 270 nghìn bao ship thân máy này thôi, không kèm pin này các bạn. Pin này để mình thử là xong. Cái món mình sẽ thử cái món thứ ba và thứ tư là cái cặp cặp vít Flexdecker 12V ha. Thì mình đưa lên hai cái để mình thử một lượt, mình sẽ đánh số nó là cây số 3 và cây số 4. Hai cây này thì như nhau, cao su liền lạc không mất gì hết nha các bạn. Mình sẽ thử tình trạng từng cây thì mình đánh số. Đây chân âm dương của nó đây, bạn nào quên chân có thể mở clip này lên xem ha. Chân nó sâu trong, mình phải đưa miếng kẽm vô để mình thử mới được nè. Mình cũng dùng cái nguồn 12 của mình thử thôi. Thử mình chú ý mình cầm để tách dây nó ra không nó chạm á. Chêm vào, tách dây. Full chức năng các bạn. Đó. Đầu không rơ lắc ha. Vít thì cây nào cũng có rơ, rơ ít hơn nhiều. Cây này thì nó rơ rất ít nha. Mình đánh giá là rơ ít. Rồi, giờ mình kiểm tra lại là cái phần đèn coi. Cây này mất đèn chợ sáng nha. Mất đèn chợ sáng. Đèn báo pin cũng không sáng luôn. Đó. Rồi, cây này mình sẽ đánh số là cây số 3. Cây này mình đánh số là cây số 3. Tình trạng của nó là full chức năng. Mình không thấy đèn chợ sáng cháy hay là lúc nãy lỏng chân vậy mình không biết, không thấy đèn báo pin cháy. Thì cây này mình sẽ bán ra giá thân máy này là 200 nghìn thôi. 200 nghìn. Chuyển khoản bao ship nha các bạn.
Đó là cây số 3, mình bỏ qua bên, mình định danh nó là cây số 4 nha. Mình cũng cắm cảm cho mình thử. Thử rút kinh nghiệm nãy mình thử cái đèn trước đi. Hồi bận cầm thì không có thử được. Đây là cây số 4 nha. Cây số 4. Rất khỏe ha các bạn, full chức năng nè. Tì tóc nè. Thắng nè. Đảo chiều ha. Đèn chợ sáng sáng nha. Con này hơn con kia là đèn chợ sáng sáng. Rồi, coi cái đèn báo pin luôn. Đèn báo pin không sáng. Rồi, con này nó còn đèn chợ sáng. Mình định danh nó là con số 4. Con số 4 thì mình bán con này là 220.000. Chuyển khoản bao ship luôn nha các bạn, chỉ thân máy thôi, không có vỏ pin nha. Là xong cái cặp lấy đi cơ. Mình đây một cái thân. Thân này mình thu của khách á. Thân này mình coi như cái xác đi. 14V Hitachi. Tình trạng nó như vậy. Giờ mình sẽ lắp pin vô mình thử ha. Mình không có pin 14, sẵn mình lắp pin 12 mình thử. Đây. Nó vẫn chạy nhưng mà nó bị tuôn cái nhông của rotor á, thành ra là vô tải nặng nó sẽ tuôn. Đó, nó sẽ tuôn, hình như là nó là cái xác thôi. Thì cái xác này tận dụng được gì? Đầu búa này còn cứng nha, không rơ lắc nha. Cò này cò thay rồi, cò tàu. Đó. Rồi còn cục từ 500 từ á cũng còn, nút gạt. Thang, thang, nắp thang. Đó. Thì con này mình coi như xác thôi, mình bán rẻ. Mình bán con này ra giá là 150 nha. Đây là cây, hôm nay là cây số 4 này, cây này cây số 5. Cây số 5 mình bán ra giá 150 thôi. Chuyển khoản bao ship luôn nha các bạn. Đây, 150 chuyển khoản bao ship. Giờ tới cây này là cây số 6 nha các bạn. Thì tình trạng nó đây. Full chức năng. Búa nha. Rồi, đèn chợ sáng, đèn chợ sáng phía trước nè các bạn. Đèn báo pin. À, tình trạng pin nó đang còn không phần nữa đi. Này nó đang ở chức năng búa. Nó có một cái bệnh là mình gặt qua mức khoan thì vẫn nghe tiếng búa. Đó. Thì lỗi gì không biết thì mình bán rẻ cho anh em về fix nha. Đây. Đó, hoạt động bình thường. Chỉ có lỗi là cái tiếng búa ở đây. Thì mình sẽ bán, hôm nay mình sẽ bán rẻ cho anh em. Giá con này con số 6. Con số 6. Giá con này mình sẽ bán ra là 330.000 thôi. Chuyển khoản bao ship. Đó, về anh em có fix được fix. Nó vẫn hoạt động, vẫn khoan tường bình thường các bạn. Mũi gài kiểu boss nha. Cây số 6 330.000. Chuyển khoản tới cái số 7 mình bắt đầu vào cái lọt của Nati có khoảng 3-4 cây gì đó. Thì đầu tiên là cây này. Cây này khoan Nati ha. Mã nó là EZ6470. Ngoại hình như ảnh, liền lạc, cao su thì nó hơi xấu, xước xấu. Liền lạc không nứt gãy. Nó bị một cái bệnh là hư cái đầu măng ranh này rồi. Hư đầu măng ranh rồi. Đó. Thì phần đó thì mình sẽ tặng cho các bạn cái ruột măng ranh. Như là của thằng 6403 hay gì đó. Cũng lắp được cho nó đó. Thì vỏ nó cũng tương thích. Vậy các bạn thay qua ha. Măng ranh này đang hoạt động bình thường. Còn rất là đẹp ha. Nó chỉ mất cái vỏ thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ gắn pin. Mình thử luôn. Đó. Gắn pin vô. Đó, full chức năng ha. Mình chưa vệ sinh. Đó, bấm nhẹ từ từ ha. Chiếc máy rất êm ha, mình chưa vệ sinh, cái máy này mình chưa vệ sinh. Chưa vệ sinh. Đó, thì cái bộ này là cây số 7, cây số 7. Bộ này gồm có thân máy này, một cái vỏ pin thấp, tháo pin sẵn thôi nè. Một cái đầu măng ranh để thay thế. Giá ra đi của cái combo này là 350 nha. Chuyển khoản bao ship luôn. Chuyển khoản bao ship luôn nha. Tiếp theo là tới cây số 8. Cây số 8.
là một cây EZT600, cây số 8. Cây này là chỉ có thân máy thôi. Đây mình thử tình trạng cho các bạn xem. Để mình xem mới nè. Ô, cái chân nó tan quá thôi, mình câu dây vô đi. Số 8. Đó. Đa số khoảng 7 thì chân dương nằm dưới này, trừ thằng Makita ngược lại ha. Các bạn kỹ gặp máy lạ đó thì các bạn mở ra xem trên cò nha, chứ mình lắp ngược là hư cò đó, nó bung kẹp nạt lửa tí. Tình trạng con này đây, còn thắng mất điều tóc nha. Thắng cũng yếu luôn. À, buông cò nhanh thì nó ăn. Rồi, tình trạng nó vậy đó các bạn. Cây này thì mình sẽ bán ra với cái giá rẻ thôi, về cho anh em lấy linh kiện. À, 140.000 ha, 140.000. Chuyển khoản bao ship luôn. Nó cái số 8. Tới với cây số 9, cây này như là cái vít thạch cao á, tức là mình đè đầu này xuống nè, gắn mũi vô, đè đầu xuống nó hoạt động á. Rồi bây giờ mình thử luôn, lười tháo cái bộ test ra quá, mình cắm thẳng vô đây. Rồi tí mình bọc cái cặp cá sấu lại cái đây. Rồi, chân dương cũng nằm dưới nha, chân ăn nằm trên này. Rồi, các bạn thấy đầu nó không chạy, có gài mũi nhấn vô nó mới chạy thôi. Cây này không có điều tóc nha các bạn, không có điều tóc. Để cách nhanh rồi, cây này có đảo chiều, không có điều tóc. Cây này mình bán cũng như cây kia đi, coi như cái xác đi, là cây số 9. Cây này nó cũng không thông dụng lắm, anh em lấy về nghiên cứu hoặc là có nhu cầu sử dụng mà với thạch cao thì xài được. 130.000 đi, rẻ hơn cây kia chút đi. Chuyển khoản bao ship luôn nha các bạn. Đây, cây số 9. Theo là mình sẽ tới với 5 cây Hitachi nha. Đầu tiên là cái vít này. Vít 12V Hitachi. Không có pin mình cũng kẹp thử luôn, chân nó y chang như thằng Nati lúc nãy đó, Nesino đó. Dương nằm dưới, âm nằm trên. Đây. À. Chiều tóc. Thắng. Đó, đảo chiều. Full chức năng đó các bạn. Cây này full chức năng. Rồi, mình đề nghị mức giá của con này là cây số 10. Đó, mình đề nghị cái mức giá bán ra con này chỉ thân máy này không là 180.000 đi, 180.000. Chuyển khoản bao ship cây số 10 nha. Giờ mình tới cây số 11, là một cái vít của cũng Hitachi luôn, mình sẽ kẹp nó nè. Cây số 11 chưa ăn. À, quên, chưa cắm điện rồi nè. Xin lỗi các bạn. Này cái số 11. Cái dòng này có thắng, không có điều tóc nha các bạn. Dòng mini này không có búa luôn. À, không có điều tóc. Có thắng, còn có búa, đầu kẹp bình thường ha, không rơ lắc. Rồi, cây này là cây số 11. Cây số 11 thì mình cũng đề nghị cái mức bán ra giống như là mấy cây sát kia đi, 130.000 một cây. Đây, cây số 11, 130.000 một cây, chuyển khoản bao ship luôn nha các bạn. Giờ mình tới cây số 12. Cây số 12 cũng là vít thạch cao, cũng là vít thạch cao, cũng là một cây Hitachi nha.
đó, đề cổ qua nó mất cái chụp ở đây nhưng mà gắn vít vô vẫn hoạt động được. Các bạn nhìn cái này mới thấy rõ nè đó, khi mình đè vô á, thì mũi vít nó mới ăn cái ly hợp trong này nó mới chạy, đó là cái công dụng của vít thạch cao ha. Ở đây nó cũng có hai tốc độ, hai tốc độ low hai ở đây nè, đây là low, đây là hai. Rồi giờ mình kẹp thử luôn, là cây này là cây số 12, mình kẹp thử luôn. Những cây này đều không có thắng, không có đều tóc hết đó. Làm như là vít thạch cao nó chế như vậy thì sao đó, hai tốc độ ok. Bây giờ mình đè mũi xuống đó, các bạn thấy không đó, đó có mũi đè lên như mình bắn lên trận, mình đè lên thì nó mới ăn á. Thì cây này là cây số 12 đúng chưa, cây số 12 thì mình cũng bán như xác luôn 130.000. Vậy bạn nào sử dụng được sử dụng nha, lấy động cơ lấy cò gì đó. Cái số 12 130.000. Rồi giờ tới cây số 13, cũng là một cây khoan cổ đến từ thương hiệu Hitachi nha, mình cũng kẹp vô mình thử luôn. Kẹp vô mình thử luôn. Cây này không có điều tóc các bạn, không có điều tóc. Đảo chiều nó nằm đây nè, trái phải ở giữa này là không chạy nè, bật xuống là đảo chiều. Nó có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan đây nha. Đầu kẹp thì đầu trái khế 10 ly, không kẹt các bạn, không kẹt. Giờ mình thử mặt nó. Rồi cây này mình cũng bán giá như là mấy cây sát lúc nãy. Đây ta, cây này cây số 13, giá cũng là 130.000. Cây số 13 là một cây khoan cổ đến từ thương hiệu Hitachi các bạn. Cây này thì có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan, phần đảo chiều nó nằm đây. Cây này thì không có điều tóc, chạy bình thường, đầu không kẹt nha. Đó, nó đang ở cấp trượt, nó kẹt luôn. Cái này mình đề nghị mức giá bán ra là 130.000 như mấy cây sát lúc nãy nha. Mình tới với cây số 14 nha các bạn, là một cây cưa kiếm thương hiệu Watson của Úc. Cây này đát 24, ngoại hình thì như ảnh hơi xấu, mà cái ruột nó đẹp lắm các bạn, ruột nguyên khối đẹp lắm. Này, đầu giữ lưỡi đây, không kẹt nha, cử còn rất là chắc. Chân bên đây, mình chuẩn bị thử chân dương âm này, mình có đánh dấu rồi, mình kẹp thử luôn. À cái này nó 18V, thằng này 18V này, mình sẽ sử dụng pin Makita 18V, mình thử nó nha. 12 nó không đủ lực nữa đâu. 18V. Chân âm đây. Vô. Mình đây. Chân dương nó đây. Mình thử nha. Nó có cái chốt an toàn ở đây các bạn, để an toàn cho mình đó, tránh nguy hiểm, mình quên mình bấm, vô tình bấm thì nó khứa. Rất là khỏe các bạn. Đó. Chốt này nó thuận cả tay trái cho phải. Cò có điều tóc luôn nha các bạn. Cũng chức năng. Cây này vỏ xấu mà nội thất nó đẹp, nên lại máy hoạt động ok, mà đề nghị cái mức bán ra là 300.000 nha các bạn. Cây này là cây số 10 mấy rồi? 14, cây số 14. 300.000. Chuyển khoản bao ship luôn ha. Rồi xong cây số 14. Mình cùng tới với cây số 15 nha các bạn. Cây này tình trạng là nó đầu nó rơ, còn lại là nó full chức năng, có đèn trợ sáng ở đây. Mình không không thử ở đây, lý do là lúc nãy mình quên mình tháo than nó ra mất rồi. Con này còn có than, mình tháo than nó mình thử cho cái Hitachi rồi. Khi nào bán là mình sẽ lắp than lại cho các bạn nha. Bạn nào mà có đặt cây này nhớ nhắc mình, yêu cầu mình lắp than cho nó nha. Thì mình bán cây này đầu rơ như vậy. Bán cây này thân máy, cây số 15.
thân máy nó 200 thôi, chuyển khoản bao ship. Cái này full chức năng nha các bạn, chân pin nó như vậy, âm bên này dương bên này. Các bạn nào quên có thể xem, khỏi mở máy ra, tại máy này mở chuối lắm. Trên đầu búa của nó thì nó xài vít ba cạnh hơi chuối á, hơi khó mở. Rồi cây số 15 tới cây số 16 là một cây khoan Hitachi. Cái này có khoan với vít nha, đầu kẹp con này 13 mm không kẹt. Cây này là nó có vỏ pin nha các bạn, con này mình có kèm vỏ pin. Cây này là cây số 16, ghi đây cây số 16, mình sẽ thử cho các bạn xem. Lần đầu tiên mình coi qua ngoại hình đó các, đó ngoại hình như vậy, cao su nó cũng còn liền lạc nha. Nó xấu mình chưa vệ sinh, cái này chưa vệ sinh, móc còn đây, đầu không kẹt nha, đầu này không kẹt, đầu này hình như là có auto lock luôn thì phải. Nó sử dụng pin 14V Hitachi. Rồi bây giờ mình sẽ cạp thử luôn, mình thử bằng pin 12 nha, nếu các bạn hiểu là nó chưa đủ lực của nó. Đây, điều tốc nha, tiếng máy rất êm, thắng chắc luôn nè. Đó, này nó mới là 12V thôi á, tiếng máy rất êm luôn các bạn. Đầu kẹp nó dơ nhưng mà không rơ lắc nha. Rồi, con này 14V, tình trạng như ảnh chưa vệ sinh, kèm vỏ pin. Vậy là mình sẽ bán con này ra, mình đề nghị cái mức giá là 320.000 ha, 320.000. Chuyển khoản bao ship luôn. Đây, cây số 16. Có vỏ pin nha các bạn, cái này có vỏ pin kèm theo. Tiếp theo là cây số 21 và 22. Cây số 21 là một cây vít 2 hết ha. Cây này đầu nhựa, phần chụp ngoài bằng nhựa nha. Thành ra là mấy anh thợ điện thích lắm nè, nó an toàn lúc mình bắt vít, bắt công tơ rồi đó. Mình sẽ kẹp vô thử cho các bạn xem. Đầu con này không rơ lắc nha. Cây này thì mình chưa vệ sinh. Đó, điều tốc. Có gì lẽ cò nó hơi dơ, đảo chiều hơi cứng xíu nhưng mà đảo được. Đó, chạy rất là khỏe. Rồi, con này mình chỉ bán ra giá là, con này ha hết Đài Loan, chưa vệ sinh, full chức năng. Rồi, mình bán ra 180 thôi, 80k thôi. Này cũng chỉ khoảng bao ship. Mình bỏ nó qua một bên. Tiếp theo là một con Black Decker, con số 22, một con khoan Black Decker 12V nha. Mình lại dùng tới cái chấu mình thử nó đây. Chân dương nằm đây nè, chân dương nằm đây, chân âm nằm ngay bên cạnh nó luôn nè. Kẹp sợ nó chạm chích luôn á. Mình sẽ kẹp chân dương, mình chèm ngón tay vô mình tách nó ra chứ chắc ăn các bạn. Tách nó ra. Con này là một cái con khoan tua chậm nha, đầu kẹp không rơ lắc, đầu 10 ly, đầu này như bằng kim loại các bạn, con này bằng kim loại chắc chắn lắm. Rồi mình tháo ra mình cho các bạn xem ngoại hình nó một chút, thì con này nó còn liền lạc, phần đầu tróc sơn xíu. Thương hiệu Black Decker, con này 24 cấp trượt nha, 24 cấp trượt, một cấp khoan, đảo chiều điều tốc đầy đủ. Hay ngoại hình còn rất là đẹp, nhưng nó là một cái khoan tua chậm nha các bạn. Tua nó khoảng 700 dòng phút, tua chậm. Thì con này mình bán giá rẻ thôi, 180 luôn. Cũng chuyển khoản bao ship, cây số 22 nha các bạn. Với cây số 23 và 24, cây số 23 là một cây Lilac. Cây này của Đài Loan xuất Nhật. Nó gồm thân máy vỏ pin nha. Gồm thân máy vỏ pin. Cây này để mình xem, hình như là 7.2 á. Nó mất tem nè, mình nhớ cây này là 7.2 đó. Vậy các bạn đóng 2S là xài được rồi. Hoặc là 3 viên, đóng 3S cũng được. Xài rất là ok, không vấn đề gì ha. Giờ mình kẹp thử. Thì chân con này nó có nhiều kiểu các bạn, lúc nằm bên này, lúc nằm bên kia, tốt nhất là mở máy ra. Giờ mình sẽ kẹp. Kẹp thử luôn. Chân nó chặt quá.
con này mất thắng, con này mất thắng. Sợ chạm nó tháo ngoài này trước đi. Chặt quá chặt. Rồi, bộ này thì gồm thân máy, vỏ pin luôn. Tình trạng là mất thắng 23 này. Mình sẽ bán với giá 170.000, chuyển khoản bao ship luôn. Ngoại hình thì nó rất là đẹp nha. Đầu rất là đẹp luôn. Đó, vỏ pin đây. 170.000, chuyển khoản bao ship nha các bạn. Cái cây số 24 là một cây vít gấp đến từ thương hiệu Hitachi nha. Cây này đóng pin 25R, có chế cái chân sạc ra ngoài đây. Nó có đèn trợ sáng đây. Đó, có công tắc riêng, công tắc đây nè. Nó bị mất tác dụng của cái nút lắp này thôi. Còn lại mọi thứ thì nó ok hết đây. Dàn vít rất khỏe ha, có cấp trượt nha các bạn, 21 cấp trượt. Đó, bấm đèn lên luôn, tắt. Rồi, con này giá ra đi cả sạc luôn là 400.000 nha các bạn. 400.000. Chuyển khoản bao ship. Rồi, cái này coi như món thứ 25 đi. Là cái cục pin Gin Niken 12V này, nhận sạc pin nha. Mình đang dùng test pin nó rất là cầm luôn á. Mà dòng Niken MH này thì nó không có bị cái hiệu ứng nhớ á, thành ra nó cũng dễ chịu. Thì cái cục này mình đề nghị cái giá bán ra cho cái này 25 đi. Giá bán ra của nó là 200.000. Chuyển khoản bao ship luôn ha, 25, 200.000 chuyển khoản bao ship. Tới cái món cuối của cái clip hôm nay đi. Lúc nay mình tới đây thôi. Là một cái sợi dây đai leo vàng của Nhật nha. Thì nó có hai phần. Phần móc cố định này, phần móc cố định, móc chết ở đây. Đó, đây là cái móc an toàn của nó nè. À, mình bóp về không bao giờ nó xuất ra, mình phải bấm dưới này nè thì mới vào được móc vào vàng đó các bạn. Này dùng cho mấy anh thợ điện leo cao móc an toàn đó. Còn dây này nó tăng đưa được ha, dây này nó tăng đưa được nè. Cái này mình không biết tác dụng gì. Còn đây là cái móc, móc này nó có rút giống như là cái dây an toàn trên xe hơi mình vậy đó. Cái móc này thì cũng hoạt động tương tự móc kia ha. Đó, ở đây nó có cái nút bấm nè, thu dây vô nè, bấm như cái thước dây á, thu dây vô nè. Rồi, cái móc này mình đề nghị mức giá bán ra của nó là 250.000. 250.000 chuyển khoản bao ship nha các bạn. Coi như món này món số 26 đó. 250.000 chuyển khoản mình bao ship. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Video hôm nay hơi dài, các bạn cố gắng xem hết nha. Thì món nào ưng thì ủng hộ mình nha. Rồi, video mình đến đây là hết. Các bạn nhớ follow kênh của mình để nhận được thông báo khi mà có cái video mới nha. Tạm biệt các bạn.